Em chí mạng luôn. Ta đánh lại chúng nó. Tốc đánh lên 300 mấy. Vả như cái máy điện. Ngoài kia Mùa này bao Zen được la rắc, đã nói sao Zen nó không bao giờ nó được tìm. con rắc đâu. Rắc giờ điếm lắm. Rắc giờ nó khốn nạn lắm. Rắc giờ cái Rắc e giờ đó. bạn cứ đợi con Di nó gồng cái e là bạn gồng cái e là win nè. Đâu nào chứ. Bạn gồng cái e là bạn Bạn mèo gồng nó là e xong win. á, bùm bùm bạn lên thêm cái đồng hồ cát cho tôi, chả làm gì hết. Cho nó hết cái e là bắt đầu nó yếu xỉu. Nó mà hết e nó chém một ngày ngứa. Làm ba thứ hết e. Ông đánh cái gì ông lấy bạn 45% thời gian hồi chiêu luôn tôi. Đó, cứ vậy. Bật e lên, e liên tục. E có 4,8 giây, giờ 45% chứ Thần 4,5 mẹ giây. thần mẹ lên cái Lên cái lưỡi hái lên đầu đó. nó Ừ, mà e liên tục lên chơi cái liền. Nó bật rờ lên tán là e liên tục luôn đó. Gì mà đánh lại cứt. Không có con gì nào đánh lại con rắc đó. Chỉ có con vay thôi. Nó là chỉ họa may là chỉ có con vay mang được con rắc thôi. Undevoured targets, and this is apparently one of them. 30 seconds until minions spawn. They need gold, you know. Liquid gold. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên anh, đừng quên đôi môi anh mang, hay giọng nói trầm lại. Người đàn ông anh yêu mạnh mẽ. Minions have spawned. Complete the expendable army. Where can I get one? Xem nói xem mình lên cái rìu từ Max xem mình lên giáp gai. Vay BK72 với Jack nó lên nó là vô địch rồi. Jack nó lên cái tắt 3 nó như con Udi, mặt hơn Udi. Vay giờ không có mắt tím, có mắt tím chưa mà ăn mắt tự dây bỏ slot ra. Hồi xưa thì xưa thì con vay nó ấy, xưa thì con vay nó bị phát hiện nó mắt tím, giờ làm gì nó. Bên team na đỏ thì các bạn nâng W, bên team xanh thì các bạn nâng E. Để làm gì? Lát biết. Để làm gì ra con cua cho nó dễ. Nó cũng không có cua, không có e ăn cua lâu lắm. Nè. Ăn cua mắt nhanh luôn. Là thiệt thôi. Lêu được tốc độ đánh. Còn nó nghe thì được ăn sợ đó. Thì ăn cua thì bạn phải nâng bị chán như vậy. Ăn cua thì bạn phải nâng e ăn mới nhanh. Trời đi chán vậy đấy. Nó ăn luôn rồi ta. Lì vậy. Chịu khó ghê ta. Mấy thằng con riếp rồi đang má à, bọn anh mình cứ ăn đi thoải mái, mình là tướng farm ăn cỏ. Nói gì nói với nho vô đây tôi kiếm chín cục không à. Được rồi này. Thôi bỏ. Nó phát đéo rồi đâu. Nãy mà tôi W tôi đỡ cái Q của nó là tôi giết nó rồi. Đỡ Q2 á, W hơi trễ, đỡ Q2 được rồi nó là giết nó luôn á. Mình là đứa ăn cỏ mà còn muốn làm gì bạn làm. Mặt xanh, mà vừa vô mặt mạnh hơn bạn có quyền. Dạ. Con thằng này không ghê thế.
tao biết có hai con rồi hồi nãy tao đi. Mày nói mình cái rét đó. Ra bài, cứ nước tao bắt bài, ăn hết được nước lại giờ. Ba thằng gì đâu tin là top chứ, nhìn là biết đâu tin là top. Ba thằng gì
mà 20 ta là thôi rồi nó 2 level đấy. Còn thích nhoi đó không được kìa. Nhoi để được bỏ mờ. Đâu má nó lấy trụ tôi kìa, nó rẻ tiền đó kìa cháu ơi. Hồi nãy mày tính ra không, tính ra là quả đấy mày không bình xuống. Vậy mày nó đâu đánh được đâu, nó vướng lính nào. Mày xuống cho chắc thôi. Nó mất lát gì vậy? Dạ mày cứ đánh nhau ở đây đó, ý gì vậy? Nhận được, khỏi cần công ty. Không có gì hai rồi, vậy nhanh hơn rồi. Lô mạnh thiệt chứ. Mẹ, sao mày trâu vậy ta? Con tao dài mà tao đánh rớt xin luôn. Tao làm phép mà tao quýnh cái đéo tốt mà nó quýnh tao đau dữ. Coi đồ nãy giờ tao chưa được tiền. Đồ ơi, đồ quá nó hơn tiền tao luôn rồi đó. Thôi chỉ đâu luôn đấy. Còn đéo lấy cái điểm phá nhà. Ăn cái này này, ăn cái này này. Thôi từ từ. Nó lại ưu tiên lên mày rồi. Cứ bừng cái này. Còn tiền chết thôi tôi quên hả? À, đã có anh đi làm đam kìa. Má gánh boss ăn đi. Ô vậy cũng giúp tính hả? Dạ. Nó chạy hại cái trụ rồi. Nó chết nó phải cào trụ được. Má anh ta đi cứu được rồi.
chí. Tao thấy thằng Solaka ra tên tí. Mà quên nói mày nữa, quên con mày nữa. Cái là đấy, mình ở đâu? Lộn lại tí nó ra đâu má, xem có chịu. Kệ nó, nó thua rồi, Lucien tiến nó lên mẹ, cứ có dám nó tả cái cụ đi. Tao cây cố mày. Là tao lên danh ra. Tao xong bãi này cho nên là cái lửa hái linh hồn rồi thằng bà từng thằng. Thằng ba thằng này. Gươm làm gì? Độ mà tao lên vô danh luôn nha. Gươm đánh cũng đéo lại nó thật. Đó, à, tao mới solo thắng đó. Mày đòi ấn với tao hả? Nhóc. Lê cướp giờ đòi gg kìa. Tao thất vọng rồi bạn. Cướp xong giờ đòi gg. Your team has destroyed a turret. Are these things made of tissue paper? Cướp xong được cướp lại, tự ăn rừng, tự bắt bài rừng, nó làm như mẹ trên 3 level. Làm cho 3 level là hết muốn đánh liền. Đánh đéo rồi này. Are you my nightmare? Or am I yours? Your team has destroyed the turret. Not me. Là khỏi chơi game. Dạ nó open rồi, nó open rồi. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Mày. Tính ra mày đánh với nó mày được nhiều máu ấy mày. À, nó được nhiều mà. Nó mình cũng biết vậy nhưng mà cái khi mà bạn ngắt đúng không? Cô đau lẹ nó không có được chơi game thôi đâu. Không được có quẩy. Quẩy cũng vậy à. Ai cho chơi game? Mày vô đây, vô đây. Mày vô đây. Mày thế. Anh em nhớ la và share cho mình nha. Rồi đu danh rồi. Đu danh là thật cha mày. Lên dắp gai. Gai. Tao không cần ông ti với thằng này, tao không cần mày luôn. Tao đỡ tốn tao le ba. Mạnh quá. Rừng nó bữa giờ cướp cho lắm không? Cướp kinh lắm à. Cướp mạnh lắm. Bữa vô đè đầu cướp đến các kiểu cho cướp thoải mái.
Cứ có ăn cỏ mới vô nhịn. Mày dòng ba mấy thằng gia sư là mọi chơi ghê đó. Dòng ba thằng gia sư là mọi chơi game. Để được chơi game thi dẫn miệt mài. Ủa hồi nãy tao vừa mới chết mà sao giờ tao sách đao lại được 1000 vàng nữa mày? Tao vừa mới chết xong. Ok à. Hả? Sao anh xích đao tao 1000 vàng kìa? Để tao vừa mới chết con chuột rồi nhớ không? Nè, chuột là tao quyết. Hôm qua tao bị 2000 vàng kìa. Hôm qua tao tự nhiên nó mới chết cho tao mới chết xong mà. Tao biết. Team này là gặp nắp tu nữa là chùm mẹ đâu ai, đâu ai cover được đâu mà không cần tu nào là giết thằng đấy. Ló ra tôi đục chuột thấy bà hả liền.